Tu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Ngang qua cuộc tình được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và đón nghe để xem tác giả Diễm My sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Con sẽ nuôi thằng Nguyên, con không thể xa nó được. Ông Sơn nhìn ra bóng dáng nhỏ nhắn, đang chơi đùa ngoài sân thì nói cứ đem nó theo. Lúc này từ ngoài sân, có vài bà hàng xóm đi ngang qua nhà cầu mở. Thấy có xe hơi đang đậu thì xì xầm gì đó rồi cùng nhau rẽ vào. Một người lên tiếng. Hôm nay nhà có việc gì mà có cả ô tô thế này hả chú Tính? Nhìn thái độ của cầu Tính là biết cũng không ưa mấy người này. Mà dĩ nhiên bọn họ cũng chỉ nhiều chuyện chứ có tốt đẹp gì đâu. Nhà có chút việc, mấy chị ghé có chuyện gì không? Tụi tôi vừa ăn dỗ bên kia Rủ nhau ghé sang thăm con Ngân Mày khỏe chưa Ngân Ta mới mua được chục trứng gà ta Cho mày để tắm bổ đây Vừa nói Nhưng mà ánh mắt những người phụ nữ này Nhìn ông Sơn và Lâm Không kiềm chế được Cơn nhiều chuyện mà hỏi luôn Đây là ai thế hả chú Tính Chúng tôi chưa bao giờ gặp Hình như không phải người ở quê mình hả Hay là người quen con Ngân Cái người làm nó chưa chồng đã có chữa đó hả Trước câu hỏi vô duyên Đến từ vị trí bà hàng xóm Cậu tính đứng dậy quát Ai thì kệ chúng tôi Liên quan gì đến các bà Các bà về giùm đi Đừng có ăn cơm nhà vác tù Và hàng tổng Ôi trời ơi Làm như cháu chú đàng hoàng lắm Bầu bở Cái dạng chưa chồng đã có chữa Lại còn về để ở cử Chắc có chữ hoàng nên mới giấu giếm Chứ mà tốt đẹp đã đem đi khoe cả sớm rồi còn gì Đúng không mấy bà Đúng rồi đó Từ trên thành phố mà về đây ở cửa Thì chỉ có chữ hoang Nên nhà trai không nhận Xấu hổ quá kéo về đây mà thôi Đúng là mẹ nào con nấy Lắng lờ như nhau Lúc trước nó có về chơi mấy lần Thằng con tôi đòi tôi cưới nó Cũng mai tôi kiên quyết từ chối Nếu không Có quả nuôi tu hú rồi Mai phước ông bà tổ tiên để lại đó Bọn họ mỗi người một câu Nói tôi không ra gì cả Nói tôi giống mẹ tôi Lan loạn, trắc nết Lan chạy đến mức phải về quê sống trốn tránh Chứ nếu sao không ở thành phố Mà lại về quê Ông Sơn thấy bọn họ Xịa xói tôi như vậy Thì đứng bật dậy để nói gì đó Nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn Lâm Lâm nhanh hơn ông Sơn Lâm đứng che chắn cho tôi trước lời mạc sát đó Cầm nguyên ly nước hất về phía họ Im mồm đi Mấy bà là cái thá gì mà bình phẩm cô ấy Biến Giọng nói của Lâm lúc này đầy tức giận Anh hớt nước xong đặt mạnh ly xuống bàn Tạo nên một âm thanh lớn Khiến bọn họ giật mình Tôi cũng hoảng hốt đứng sau lưng Lâm kéo anh Lâm Lâm hất tôi ra Tiếp tục chỉ tay vào mặt những người nhiều chuyện đó Tôi cảnh cáo các bà Ai mà dám moi móc Nói xấu cô ấy một từ nào nữa Tôi sẽ cắt lưỡi các bà cho chó ăn nhìn sắc mặt bọn họ sợ sệt. Có một người dù trong ánh mắt đã kinh hãi nhưng vẫn cố chấp nói tiếp. Mày là thằng nào mà ăn nói mất dài thế hả? Đến xứ sở người ta mà láo sao? Có tiền tao gọi người đến cho chúng mày một trận để khỏi về xứ không hả? Tôi không thấy mặt mũi Lâm như thế nào. Tôi chỉ nghe những lời Lâm vừa nói. Tôi thách. Đừng có láo xược Tao gọi con trai tao đến xử chúng mày. Tôi bước lên một bước nhìn thấy lâm nhếch mỉm cười nửa môi căng mặt lên đáp lại mùa hàng xóm nhiều chuyện thằng này chưa biết ngán thằng nào bao giờ tôi không muốn có chuyện nên kéo lâm về phía mình nhưng mùa hàng xóm kia cứ oan oan cái miệng trong điện thoại gọi con cháu đến còn chỉ rõ vô mặt tôi mày có tốt đẹp gì mà bày đặt tỏ vẻ thanh cao ở đây mẹ mày là cái loại đàn bà không ra gì thì mày cũng y như con mẹ mày Người ta nói mẹ nào con nấy chả sai, cái loại đàn bà hư đốn thì con cái cũng không khá hơn được, không chồng mà chữa thì chỉ là cái loại đĩ điếm thôi con ạ. À. Bà ta vừa dứt lời thì Lâm đã kéo tôi vào lòng anh để tiến về phía người đàn bà đang chửi bới tôi, nhưng mà vẫn không nhanh bằng ông Sơn. Ông ấy nhanh như cắt, tát thẳng vào mặt bà ấy một cái, khiến bà ấy quay cuồng rồi ngã nhào xuống đất nền nhà cầu tính, mép môi rỉ máu đỏ tươi hai người đàn bà kia cũng kinh hãi lùi lại đằng sau rồi la làng lên bớ người ta đánh người bớ người ta đàn ông mà đi đánh đàn bà bớ người ta cứu chúng tôi với cậu tính mợ hòa cũng đồng loạt đứng lên trước hành động bất ngờ đó của ông sơn ông ấy chỉ thẳng mặt người phụ nữ vừa xỉa xói tôi giọng điệu cùng với khuôn mặt cực kỳ đáng sợ dùng cái lưỡi của mình cho đúng coi chừng chúng tôi cắt cái lưỡi của bà cho chó ăn đó biến vì hăm dọa, người đàn bà đó sợ đến khuôn mặt không còn giọt máu, ruồn lẫy bẫy cầu cứu hai người kia. Bọn họ đỡ lấy bà ấy lên, dìu nhau rời khỏi nhà cậu mợ, không quên ngoảnh đầu lại, trước khi đưa nhau bỏ chạy trước sự hung hăng của ông Sơn. Bên này, Lâm quay qua tôi nói. Ở đây mọi người bàn tán thế này làm sao chịu nổi, về Sài Gòn đi. Ông Sơn cũng nói. Chú Lâm nói đúng đó con, về đó ba con mình có nhiều thời gian bên nhau Ba sẽ chăm sóc cho con Bù đắp những thiếu thốn vất vả Mà con đã chịu đựng Ngân à hãy cho ba được làm tròn trách nhiệm Của một người cha Xin con Khi nói chuyện với người khác Ông Sơn không hề nhường bộ hay nhún nhường nể mặt ai. Nhưng mà với tôi, ông ấy nhẹ nhàng, dịu dàng và ôm nhu thấy rõ. Nhất thời tôi không biết làm sao cả, vừa muốn cha con được bên nhau nhưng mà cũng cảm thấy chưa quen sự xuất hiện đường đột này. Ông Sơn cứ ngồi cạnh năng nỉ tôi về ở với ông ấy. Còn nói mẹ tôi đang một mình trong bệnh viện cũng cần người thường xuyên thăm nom tương tác, biết đâu mẹ sẽ tỉnh lại với chúng tôi. Nhắc đến mẹ, tôi lại nóng lòng muốn trở lại thành phố, tuy rằng có y tá chăm sóc. Nhưng mà vẫn muốn được thường xuyên bên mẹ, thủ thị với mẹ bao nhiêu điều trong cuộc sống. vả lại tôi mới về đây chưa bao lâu, mà hàng xóm cứ xỉa xói, móc mỉa cậu mở suốt, tôi cũng không được thoải mái. Hay là cứ về với ông Sơn, coi như cho cha con một cơ hội được bù đắp cho nhau. Suy cho cùng, ông ấy cũng không biết sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Nếu mà biết thì trốn tránh chối bỏ. Tôi không cần một người cha như vậy, còn không biết thì không có tụi Đoạn đường trở về lại thành phố, tôi ngồi ở ghế sau cùng với ông Sơn, lầm lái xe. Thằng bé Nguyên ngồi ở ghế lái phụ Nó nói chuyện không ngừng Nó hỏi Lâm có nhớ ra nó không Lâm bảo có Bất chợt nó lại hỏi Chắc anh Lâm đẹp trai cũng nhớ chị Ngân lắm đúng không Chị Ngân cũng nhớ anh cứ khóc suốt ngày Lâm nhìn vào gương chiếu hậu Tôi cũng nhìn lên Bốn mắt chạm vào nhau Đầy lúng túng và khó xử Về đến thành phố Lâm dừng xe lại ở chung cư Lâm đang ở Tôi ngạc nhiên hỏi Sao anh dừng ở đây? ông sơn lúc này mới nói căn hộ của ba đối diện với căn hộ chú sơn những ngày trước vẫn quen cách gọi của lâm lâm ơi bây giờ thay đổi xương hô tự dưng chưa quen miệng mà không quen cũng phải gọi bởi vì người tôi yêu lại chính là chú của tôi có những sự thật rất nghiệt ngã sao ông không nói trước nếu như con không thích thì ba sẽ mua chỗ khác tạm thời chúng ta ở vài hôm nhé thằng nguyên cầm lấy tay tôi lắc lắc sao chị lại không thích ở đây ở đây vui mà còn có anh lâm nữa nguyên không hiểu đâu đừng nói nữa thằng nhóc này từ ngày ở chung với lâm bắt đầu biết lý sự với tôi em biết mà em biết chị ngân yêu anh lâm đẹp trai anh lâm đẹp trai cũng yêu chị ngân nhưng chị ngân giận anh lâm nên bỏ về nhà cậu mợ ở anh lâm đẹp trai ơi anh mau xin lỗi chị ngân đi Chị Ngân cứ ngắm hình anh trong điện thoại rồi khóc mãi. Anh mau dỗ dành chị Ngân đi. Nè, cái thằng này, chị khóc hồi nào chứ? Nói lung tung. Ờ, có mà. Cô giáo em dạy nói dối là điều xấu. Chị cũng dạy em như vậy. Không gian dối, không trộm cắp cơ mà. Chị... Em đừng có nói nữa, nếu không chị đưa em về quê ở với cậu mợ bây giờ đó. Cái thằng nhóc con này nghe vậy, vội vàng ôm lấy chân lầm mà xu nịnh. Anh Lâm đẹp trai ơi Em muốn ở với anh Lâm Và chị Ngân như lúc trước Em hứa sẽ ngoan không vào vòng quấy rầy anh chị đang ngủ nữa đâu Anh Lâm, anh Lâm ơi Lâm ngồi xuống ngang tầm nhìn của nó gật đầu Ừ, Nguyên ở đây với anh Lâm Yeah, anh Nguyên là số một Em yêu anh Lâm nhất trên đời Nhìn cảnh nó quấn lấy Lâm Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn Lặng lẽ bỏ chân đi lên căn hộ của ông Sơn Bên trong căn hộ có đầy đủ tiện nghi Nhưng mà để ý thì biết Mọi thứ đều vừa được sắm sửa Ông Sơn dẫn tôi vào căn phòng đầu tiên Nói là phòng của tôi Vừa mở cửa tôi liền bị sự bài trí bên trong Làm cho bất ngờ Trong phòng có rất nhiều ảnh của tôi Đa phần đều là ảnh lâm chụp Có một tủ quần áo Treo đầy đồ mới Một bên là đồ đi chơi Một bên là đồ ở nhà Còn có một kệ giày dép Túi sách được bố trí rất hợp lý Ông Sơn nói Bà muốn bù đắp cho con những thứ tốt nhất trên đời này Sao ông biết tôi thích gì? Ông Sơn miếm môi rồi nói Là Lâm nó mua và sắp xếp mọi thứ Ngân ạ, à, bà xin lỗi Đáng ra bà nên xuất hiện sớm hơn Để con có cuộc sống tốt hơn Không phải chịu những vất vả như vừa qua Là lỗi của ba Tôi lắc đầu bảo Là số phận cả Tôi không trách ông Tôi chỉ trách số tôi khổ quá Vì tạo hóa xoay vòng vòng Lần đầu biết yêu Lại đi yêu nhầm chú ruột của mình Tôi xấu hổ tôi nhục nhã lắm Nếu không vì thằng Nguyên Có lẽ tôi đã tìm đến cái chết cho xong Còn đừng có nghĩ như vậy Chuyện gì rồi cũng sẽ qua Không ai sống mãi với quá khứ vả lại là con không biết Nó là chú ruột của mình Người không biết thì không có tội Tôi cười nhạt Ai nói không biết là không có tội tôi có tội với con mình khi đem nó đến nhân gian bằng một hình hài không lành lặn tôi có tội với cậu mợ tôi khi làm cho cậu mợ gánh những lời miệt thị của xã hội tôi cũng có tội với thằng nguyên khi mới mấy tuổi đã theo tôi đi ngược đi xuôi đủ chỗ không biết bao giờ mới được ổn định và hơn hết tôi có lỗi với bản thân mình khi thành xuân chỉ có một màu xám ảm đạm tưởng rằng trời cao thương xót cho những đau đớn mình trải qua mà cho mình một người đàn ông có thể bảo vệ mình đến suốt cuộc đời hóa ra tất cả chỉ là từ tôi suy diễn mơ mộng còn bản thân chỉ là trò đùa của số phận mà thôi thằng nguyên không hiểu vì sao tôi lại ở đây mà không ở bên căn hộ của lâm không biết là lâm đã nói gì với nó mà nó không đi theo tôi hỏi nữa ngược lại còn rất vui vẻ chạy tới chạy lui bên trên căn hộ hí hửng khoe có hai nhà đúng là con nít vô lo vô tư nhìn đời bằng con mắt màu hồng đẹp đẽ đó cũng là thời khắc vui vẻ nhất đời người không màng thế sự sầu não ngoài kia ông sơn trân trọng từng phút giây bên tôi cứ đi ra đi vào và hỏi tôi có cần gì thêm không có muốn ăn uống gì không thấy trong người như thế nào nhìn thấy ông ấy sốt sắng như vậy trong lòng tôi cũng cảm thấy an ủi nghĩ một chút ông ấy lại gõ cửa gọi tôi ra ăn cơm cẩn thận dìu tôi đi. Tôi rút tay lại, thực ra vẫn còn chưa quen nên tôi từ chối. Tôi không sao đâu, tôi đi được mà. Ừ, con đi từ từ thôi. Ăn xong nghỉ ngơi vài hôm, chúng ta đi thăm mẹ con nhé. Vâng. Tôi tưởng chỉ có tôi và ông Sơn cùng với thằng Nguyên thôi. Không ngờ có cả Lâm. Trên bàn là một mâm thức ăn đầy ụ. Ông Sơn vừa kéo ghế cho tôi, vừa giới thiệu. Con ném thử món ăn bà nấu xem có hợp khẩu vị không nhé? Tất cả đều là ông tự nấu sao? Ông Sơn gật đầu gấp vào chén tôi. Con ăn thử đi, đây là món tủ của ba. Bất bại luôn đấy, thằng Lâm nó cũng rất thích, lần nào về cũng bắt ba nấu cho ăn. Ăn đi. Thấy tôi và Lâm đều ngượng ngùng không dám đối diện với nhau, cũng không nói chuyện với nhau. Lâm lặng lẽ gấp đồ ăn cho tôi, còn tôi thì cũng lặng lẽ ăn, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Ông Sơn nói biết là tâm trạng của hai đứa bây giờ khó đối diện với nhau nhưng mà nếu cả hai càng trốn tránh thì vết thương càng lở loét âm ỉ mãi trong lòng không lành thay vì như vậy thì tại sao không đối mặt để vượt qua nỗi đau sau khi vỡ lẽ mối quan hệ của chúng tôi khuôn mặt lâm chưa từng vui vẻ ông sơn nói xong chú ấy thở hắt ra giọng nói mang theo nỗi buồn não nệ em không làm được không được cũng phải được đó mới là bản đỉnh của đàn ông mày phải nhớ con bé bây giờ là cháu gái mày mày phải gạt bỏ tư tình sang một bên lâm không đáp mà cầm ly rượu trên bàn tu một hơi hết sạch cả ly không riêng gì lâm mà tôi cũng vậy nhất thời muốn gạt bỏ đoàn tình cảm trong lòng không phải là chuyện dễ dàng nói là làm được ngay cái gì cũng cần có thời gian ngoài ăn cơm ông sơn và lâm còn uống rượu ăn mừng lâu ngày gặp lại và mừng cho cha con chúng tôi tương phụng hôm nay lâm đặc biệt nói ít chỉ nốc từng ly rượu vào miệng như uống nước thậm chí còn không ăn chút gì cả lúc ông sơn đi vệ sinh tôi gấp cho lâm một chút thức ăn vào chén ngăn ly rượu anh vừa mới chụp lấy định uống ăn chút gì đi đừng có uống nữa lâm nhìn tôi móc máy khuôn môi đó mỏng của anh em hãy nói với anh mọi thứ chỉ là một giấc chim bao đi ngân chỉ một câu hỏi của anh Mà trái tim tôi như thắt nghẹn Nước mắt từ đâu chảy ra Như thế Em cũng muốn chỉ là một giấc mộng Nhưng đây là giấc mộng không bao giờ tỉnh Chúng ta là máu thịt của nhau Không thể yêu nhau Nói xong Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má Làm đưa tay nhẹ nhàng lau thứ chất lỏng không màu Nhưng có vị đắng ngắt ấy Và trong giây phút đó Lầm cũng đã khóc tạo hóa quá trớ treo, bày chi nghịch cảnh. Thà rằng hôm đó tôi và người đừng gặp gỡ, thì hôm nay đồi bền đã không đớn đau, nhìn nhau trong tầng cùng của sự bất lực. Người đó, tôi đây, hai bên đều còn tình ý, nhưng vĩnh viễn không thể cho nhau một danh phận vợ chồng. Vĩnh viễn không thể. Mấy ngày sau thì ông Sơn đưa tôi và thằng Nguyên đi thăm mẹ trong bệnh viện. Mẹ vẫn như vậy, vẫn nằm yên trên giường không có gì phản ứng. Bác sĩ cũng nhiều lần nói là không còn hy vọng Những thiết bị máy móc này là thứ duy trì sự sống cho mẹ Bao nhiêu lần nghe câu nói đó Lần nào cũng thất vọng và đau xót thấu tận tâm can Tôi hỏi ông Sơn có duyên nào quen mẹ Và vì sao lại xa nhau Ông ấy nhìn mẹ tôi một lúc rồi mới kể Lúc trẻ bà rất ngông cuồng và ngang tàn Cho nên cũng bị nhiều người ghét Trong một lần bị chúng nó đánh lén Bà bị thương nên bỏ dậy vô tình được mẹ con cứu. Nói cứu thì nghe nó hơi sến, nhưng mà mẹ con cho bà trốn trong phòng trọ, còn rửa vết thương cho ba nấu cháo cho bà ăn. Sau đó, ba đền ơn mẹ, bằng tiền nhưng mà mẹ không nhận, ba mời bà ấy đi ăn cũng không. Mà tính ba là mang ơn thì phải trả, nên bà tìm mọi cách để trả ơn, không muốn mắc nợ. Trong lúc qua lại, ba và mẹ con dần thân thiết hơn. Rồi hôm đó sinh nhật ba, ba mời mẹ con đi ăn uống mẹ con không biết uống rượu nên chưa gì đã say bí tỉ. lúc đưa bà ấy về ba đã đi quá giới hạn với bà ấy là lỗi của ba lúc đó mẹ tôi đã quen ông vinh ừ nhưng mà ba chưa từng nghĩ một lần duy nhất đó lại có con tất cả mọi lỗi lầm đều do ba ra cả là ba sai đã không biết kiềm chế bản thân để xảy ra bi kịch như hôm nay con hãy tha thứ cho ba ngân nhé Tôi im lặng nhìn vào người mẹ đang sống đời thực vật của mình rồi đáp. Không tha tứ cho ông thì mọi chuyện có quay về như lúc trước được đâu chứ. Dù sao thì ông cũng đã có công tạo ra tôi. Nhưng mà người nuôi tôi là ông Vinh. 18 năm trôi qua, ông ấy cơn chịu tôi hết mực. Tuy nghèo nhưng mà luôn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trong khả năng của ông ấy. Nếu như không biết chuyện, có lẽ bây giờ gia đình tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Ông Sơn thở hát ra, chúng tôi im lặng cho đến khi về lại căn hộ. Tôi hỏi ông ấy về tình hình bà nội như thế nào. Ông ấy nói sức bà ngày càng yếu đi, hơn 90 tuổi, số ngày còn sống cũng rất ít. Tôi muốn thăm bà có được không? Được chứ, hôm nào ba đưa con sang đó. Hôm nào chỉ bằng hôm đây? Cũng được tôi. Có lẽ ai ai cũng đã biết mối quan hệ của tôi và Lâm. Nên khi tôi đến đó, cả chú lẫn tiêm út đều có một cái gì đó không được tự nhiên. Tôi vào phòng thăm bà. Vừa vào đã gặp chị Huyền Anh đang ngồi ở đó. Tôi khẽ chào chị ấy. Chị ấy luôn lịch sự và dịu dàng như lần đầu gặp tôi. Em ngồi đây với bà đi. Cảm ơn chị. Chị Huyền Anh cẩn thận kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi không biết hiện tại chuyện của Lâm và chị Huyền Anh đã được tính đến đâu. Nhưng mỗi lần sang tôi đều gặp chị ấy có lẽ mối quan hệ vẫn thân thiết như ngày xưa hoặc là thân hơn xưa nữa. Bà nội đang ngủ nên tôi không ngồi lâu. Tôi xin phép đứng dậy đi ra ngoài. Chị Huyền Anh cũng đi theo tôi. Lúc đó chúng tôi đi ra khỏi. Chị Huyền Anh là người hỏi hàng tôi trước. Em đã khỏe hẳn chưa? Chị thấy em còn nhợt nhạt lắm. Cảm ơn chị em đã khỏe. Cũng không nên chủ quan. Em nên nghỉ ngơi nhiều. Vâng, có thể hơi nhiều chuyện Nhưng mà chị đã nghe em và anh Lâm Rất tiếc cho hai người Tôi bất ngờ nhìn chị Huyền Anh Chị ấy liếc tôi Là câu khách sáo hay đang hả hê Vì đã loại được tôi mà không cần ra tay Sao em lại nhìn chị như vậy Sao chị lại tiếc Không phải chị cũng còn yêu Lâm hay sao Vì tôi hỏi thẳng thường như vậy Chị Huyền Anh Vài giây sừng sốt Nhưng mà rất nhanh đã nở nụ cười nhẹ nhàng Nhẹ nhàng như cách chị ấy đang thể hiện đúng vậy chị vẫn còn yêu lâm không phải còn yêu mà chưa bao giờ hết yêu trước câu trả lời thẳng thắn đó tôi chỉ có thể chúc mừng cho chị ấy vậy thì chúc chị và chú lâm trăm năm hạnh phúc bên nhau tới già tôi thật lòng chúc phúc ấy mà chị huyền anh lại chẳng hề vui vẻ còn cười buồn lắm nếu mà được như em nói thì tốt quá tiếc là không bao giờ xảy ra vì sao chị huyền anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bởi vì trong lòng anh lâm đã có em anh ấy rất yêu em tôi cũng cười đáp lại lời chị ấy nhưng mà từ đây về sau sẽ không còn yêu nữa nhưng anh ấy cũng sẽ không yêu chị chúng ta đều là những kẻ thất bại trong tình yêu chị huyền anh tuôn ra một tiếng thở dài tiếng thở tan ấy vừa có tiếc nuối cũng vừa có đau xót bi ai. Sao em nghe nói bà muốn Lâm cưới chị? Bà muốn, mọi người muốn, nhưng anh Lâm không muốn. Anh ấy nói nếu cô giàu không phải là em, thì cả đời này anh ấy sẽ không cưới vợ. Nói xong, chị Huyền Anh khẽ cười, nụ cười của một kẻ thua cuộc, và tôi cũng không phải là kẻ chiến thắng. Những ngày sau đó, ông Sơn chủ yếu bên cạnh tôi, ông ấy nấu ăn rất ngon khi nấu xong lại rủ lâm sang ăn cùng chúng tôi cúi mặt ăn cơm không nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt nhau chỉ mong thời gian là liều thuốc hiện hữu để những cơn đau dịu đi rồi chìm vào quên lãng tôi không mong sau này có thể gặp được một người đàn ông tốt tôi chỉ mong cuộc đời hãy nhẹ tay với tôi hơn hãy thương xót cho tôi là phận gái mà nhẹ nhàng với tôi có được không Hôm nay tôi thấy ông Sơn sửa soạn đi đâu đó Dù đã 10 giờ tối Tôi hỏi Ông đi đâu sao? Ừ, ba đi ra ngoài có việc Con và thằng nhóc kia cứ ngủ trước đi Ba về ba tự mở cửa nhé Không hiểu sao lúc đó tôi lại có linh tính không lành Ông Sơn vừa đi đến cửa Tôi đã nói vang theo Ba Cẩn thận xe cổ, cô đợi ba về Khoảnh khắc được tôi gọi là ba Ông Sơn rưng rưng rồi bật khóc, lao về phía tôi, ôm chầm lấy tôi, rồi mới chịu đi công việc. Để máy tôi cứ thao thức, trong lòng nóng như lửa đốt, không ngủ được. Đúng 5 giờ sáng, điện thoại tôi vang lên, là số của ông Sơn, tôi vội vàng nghe máy. Alo. Chào cô, chủ máy này bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, tôi đang đưa vào cấp cứu, cô mau vào nhanh đi. Sao cơ, là bệnh viện nào? Bệnh viện thành phố, cô mau đến đi, bệnh nhân bị nghiêm trọng lắm. Tôi run sợ, sợ những chuyện xấu nhất sẽ xảy ra nên bấm mãi mới bấm vào danh bạ, mở chặn số của Lâm rồi gọi cho Lâm, thông báo cho Lâm hay tình hình của ba mình. Ngay sau đó 5 phút, Lâm đã qua đưa tôi đến bệnh viện. Trước cánh cửa phòng cấp cứu, tôi run như ngọn cỏ trước cơn gió lớn, lung lay, lung lay, sợ hãi tột đồ khi y tá nói bệnh nhân bị mất máu quá nhiều hiện tại số máu bệnh viện dự trữ không đủ trong khi chờ đợi cung ứng từ viện huyết học người nhà xem có ai có thể truyền máu cho bệnh nhân không lâm vội vàng đứng ra tôi là em trai của anh ấy tôi sẽ truyền máu được rồi mời anh đi theo tôi khi lâm đi một mình tôi bơ vơ đứng trước cánh cửa lạnh lùng ấy một lúc sau lâm đi ra với khuôn mặt khác lạ anh nói Tôi và anh ấy không cùng nhóm máu Cũng không thích hợp truyền máu Cũng may là bên huyết học đã đem máu đến Tại sao? Tại sao anh em ruột lại không cùng nhóm máu Không thể truyền máu Trong đầu tôi lúc này lóe lên Một suy nghĩ táo bạo Tôi nói với Lâm Lâm à Có khi nào chú và ba tôi không phải anh em ruột Xét nghiệm thử đi Lâm cho mày Sau đó dùng bộ não thông minh của mình Nhanh chóng nhận ra vấn đề anh vội vàng chạy đi đâu đó rất lâu mới quay lại. Đồng thời bác sĩ cũng mở cánh cửa phòng cấp cứu ra và nói bà tôi đã không sao. May nhờ truyền máu kịp thời, nếu không e là bây giờ đang rất nguy hiểm. Nghe xong tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm, đi theo y tá, đẩy bà sang phòng hồi sức. Lúc này tôi chỉ tập trung chăm sóc cho bà. Chú út và vài họ hàng anh em gì đó của bà cũng tới. Cùng với tôi lo cho bà, không ai thấy lâm đầu cả. Cho đến 10 giờ sáng Tôi thấy anh lù lù xuất hiện Với vẻ mặt hồ hởi trên mặt Không thèm quan tâm Để ý mọi người đang ở đây Mà cứ ôm chậm lấy tôi Làm hét lên Anh và ba em Không phải là đem ruột đâu Ngân ơi chúng ta không phải chú cháu Tôi bàng hoàng đến mức cơ mặt cứng ngắc Mãi mới hỏi anh Anh nói sao cơ Anh thả tôi xuống Đi cho tôi tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN anh và ba tôi. Tôi nhìn vào dòng chữ kết quả, được in đậm, ghi rất rõ. Ông Phan Thành Sơn và ông Phan Thanh Lâm không có quan hệ huyết thống. Ngoại truyện, nội tâm nhân vật Phan Thanh Lâm Bất kể ai đến trên đời này đều được cha mẹ sinh ra. Tôi cũng vậy, nhưng mà ngày tôi chào đời cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất đi mẹ, thậm chí còn chưa kịp bú giọt sữa nào của mẹ, mẹ đã ra đi mãi mãi. Ngày tôi được sinh ra cũng là ngày vỗ mẹ. Vậy nên sau này tôi rất ghét ngày sinh nhật của mình, bởi vì ngày đó tử thần đã cướp đi mẹ tôi. Không lâu sau đó, bà tôi cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi được bà nội chăm sóc và nuôi đấng. Bà rất yêu thương, không để tôi thiếu thốn một thứ gì cả. Từ quần áo, đồ chơi đều là những thứ đắt đỏ nhất. Nhưng mà dù bà có yêu thương đến mấy, thì cảm giác khao khát có ba mẹ, giống như những người khác chưa bao giờ dừng lại. Tôi ao ước được ba mẹ đưa đón như những bạn bè cùng lớp, ao ước mỗi khi trường tổ chức hoạt động ngoài trời. Tôi được cùng với ba mẹ mình tham gia như các bạn, được cười nói rộn ràng, chứ không đứng một góc nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ. Có một lần cô giáo ra đề, hãy tả về bố hoặc mẹ của em. Hôm đó tôi không làm bài và nộp lên tờ giấy trắng cô giáo rất tức giận gọi tôi lên hỏi vì sao tôi không kiểm tra bài đừng có nghĩ có lực học tốt rồi muốn làm gì thì làm tôi cúi đầu và nói ba mẹ em đã chết hết rồi tôi không nhìn lên nên tôi không biết khuôn mặt của cô thế nào tôi chỉ biết sau đó cô kéo tôi vào lòng cô ôm tôi và xin lỗi bởi vì cô mới chuyển đến nên không biết hoàn cảnh của tôi Tôi không giận cô đã quát mắng mình Tôi chỉ thắc mắc Tại sao các bạn ai cũng có ba hoặc mẹ Còn tôi thì không có ai hết Thậm chí còn có nhiều bạn nói Tôi là kẻ xui xẻo Là quái vật Là sao chổi khi sinh ra là ba mẹ đều chết hết Nó nói tôi là khắc tinh Ai bên cạnh tôi cũng đều không có kết quả tốt Trong tâm trí của một đứa con nít Thì những lời nói đó chẳng khác gì những mũi dao Đâm sâu vào trong vết thương đau lòng đến mức chạy ù ra đường để tự tử may mà bác tài xế phanh kịp nếu không hôm đó tôi đã đi đoàn tụ với ba mẹ mình dòng chảy thời gian vẫn không ngừng trôi tôi lớn dần hơn và cũng có cho mình những người bạn dĩ nhiên cũng có những đứa ganh tị tôi học giỏi nhất lớp nên cứ lôi chuyện vì sinh ra tôi mà mẹ tôi mới chết lúc này tôi không còn là cậu nhóc vì những lời chị trích ấy mà tổn thương tìm đến cái chết. Tôi sẵn sàng đấm đứa nào cứ lôi cái chết của ba mẹ tôi ra, dè biểu, dần dần không ai nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng mà cảm giác thèm khát của ba mẹ vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Năm cấp 3, tôi có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy bước vào cả lớp đều ồ lên, nhất là bọn con trai chúng tôi. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu bạn ấy tên là Huyền Anh, họ và tên đầy đủ là Lê Ngọc Huyền Anh. Tên đẹp và người cũng rất đẹp. Hôm ấy Huyền Anh thắt hai biếm tóc hai bên, khuôn mặt trái xoan cùng với sóng mũi dọc dừa cao thẳng, hai mắt to trọn, khuôn môi chấm chiếm đỏ âu, bẽn lẽn chào mọi người. Cô chủ nhiệm bố trí Huyền Anh ngồi cạnh bên tôi vì tôi là lớp trưởng. Cô còn dặn tôi giúp đỡ bạn nhiều bởi vì Huyền Anh khá nhút nhát, lại còn là học sinh mới nên không tránh được những điều bỡ ngỡ ra chơi đám con trai xúm lại làm quen và giới thiệu bản thân với huyền anh cô ấy nhẹ nhàng gật đầu giọng nói trong trẻo làm cho đám con trai say đắm trong đó có tôi tôi thích sự dịu dàng nhưng mà tinh tế của huyền anh thích cái cách cô ấy vén những sợi tóc mai vào mang tay khi vô tình bị gió thổi tung bay tôi thích những ngày đầu tuần huyền anh bận áo dài trắng tinh khôi uyển chuyển bước đi từ dưới sân trường thích cả những lúc Cô ấy không hiểu bài Rất nhẹ nhàng kéo tay áo tôi và nói Lam ơi Chỉ cho tớ với Chỗ này tớ không hiểu Cậu không hiểu chỗ nào Chỗ này nè Cậu giảng lại cho tớ với À chỗ này là Cậu đã hiểu chưa Huyền Anh gật đầu Đưa hai ngón tay lên Biểu tượng cái like Và tán dương tôi Cậu giỏi thật đó Cái gì cũng biết hết Lâm là số một trong lòng tớ Khi Huyền Anh nói xong Dường như biết mình lỡ lời Hai má cậu ấy đỏ bừng lên Rồi bó chạy gọi lớp Tôi sau khi định thần cũng vội vàng chạy theo Huyền Anh ngại ngùng xấu hổ Quay mặt bước vào tường Tôi hít mấy hơi mới dám hỏi Cậu thích tớ phải không? Huyền Anh không thừa nhận Cũng không phủ nhận Tớ không biết Vậy để tớ cho cậu một bí mật nhé cậu nói đi tớ thích cậu làm bạn gái tớ nhé lúc đó tôi còn lớn gan ghé mồi xuống hôn lên má Huyền Anh đó là nụ hôn đầu đời của hai chúng tôi sau hôm đó chúng tôi là một đôi trong sự tiếc nuối của mấy thằng con trai si mê Huyền Anh và những đứa bạn gái có tình cảm với tôi vừa hay chúng tôi biết được nhà tôi và nhà Huyền Anh còn làm ăn chung với nhau người lớn biết chuyện thì vui mừng vô cùng Nói là thân càng thêm thân Đợi chúng tôi học xong đại học Thì sẽ làm đám cưới Trước mắt cả hai Phải tập trung vào việc học cái đã Cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bên nhau như vậy Cho đến khi ra trường Tôi sẽ đón Huyền Anh về làm vợ Tôi luôn dành cho cô ấy những thứ tốt nhất Lúc nào yêu thương Và trân trọng Bởi vì Huyền Anh rất dịu dàng và hiểu chuyện Có những chuyện không cần nói ra Chỉ cần nhìn vào đôi mắt Cô ấy thậm chí biết tôi muốn gì mọi việc huyền anh làm cho tôi tôi đều hài lòng và rất hãnh diện khi có một người yêu tuyệt vời như vậy dĩ nhiên trong lúc yêu nhau chúng tôi đã đi quá giới hạn chúng tôi đã trao cho nhau lần đầu bước vào chuyện người lớn sau hôm đó tôi đã hứa nhất định sẽ khoác lên người huyền anh bộ váy cưới đẹp nhất kiêu sa nhất lộng lẫy nhất huyền anh gật đầu dịu dàng tựa vào vai tôi cùng ngắm hoàng hôn đang buồn xuống bên cửa sổ nhưng sự đời có những chuyện không ai lường trước được sau khi ra trường với điểm số cao tôi hào hứng muốn cùng với người mình yêu kết hôn xây dựng gia đình nhưng mà huyền anh cứ lần lượt từ chối với lý do muốn học thêm cái này học thêm cái kia chưa sẵn sàng để chuẩn bị tiến tới hôn nhân tôi nói với em ấy em đừng lo cưới xong em muốn học thêm gì cũng được hết anh hoàn toàn ủng hộ em em xin lỗi em muốn chuyên tâm vào việc học trước anh đã nói anh hoàn toàn ủng hộ em học em muốn học cái gì cũng được hết vậy thì anh đừng ép em kết hôn nữa em không muốn bị ràng buộc ràng buộc anh ràng buộc em khi nào chứ anh không hề bắt em nghỉ học anh chỉ muốn chúng ta kết hôn chính thức bên nhau được họ hàng và pháp luật công nhận sau đó em muốn học gì thì em học khi nào học xong chúng ta có con cũng được những điều đó quá đáng lắm hay sao lần đầu tiên Huyền Anh lớn tiếng quát lại tôi. Đúng vậy, rất quá đáng. Tôi đã nói tôi không muốn kết hôn. Sao anh cứ nhất định ép tôi lấy anh, lại còn sinh con cho anh ngay lúc này chứ? Tôi khó hiểu, nhìn người yêu của mình và hỏi lại. Em không muốn kết hôn với anh. Kết hôn gì chứ? Được tôi kết hôn với anh. Nhưng tôi không sinh con, anh có đồng ý không? Chuyện con cái anh không gấp, chúng ta có thể kế hoạch vài năm rồi có con sinh xong anh sẽ thuê bảo mẫu chăm con không để cho em vất vả huyền anh nhìn thẳng vào tôi và hỏi nếu như tôi không muốn sinh con anh vẫn chấp nhận lấy tôi chứ em không muốn sinh con đúng vậy tôi không muốn sinh con nếu như anh thích thì chúng ta có thể thuê người mang thai hộ tại sao vì tôi sợ tôi sợ chẳng may Tôi sẽ vào trường hợp của mẹ anh Chết trên bàn đẻ Vậy nên nếu nhanh đồng ý thì chúng ta kết hôn Còn không Còn không thì sao Chúng ta chia tay đi Lúc đó một phần rất giận Huyền Anh Phần còn lại chính cô ấy Đã đem cái chết của mẹ tôi ra Mà so sánh Nên tôi đã gợt đầu không chút do dự Được chúng ta chia tay đi Tôi chưa từng nghĩ mối tình kéo dài từ năm cấp 3 của mình lại chia tay đơn giản như thế Ban đầu tôi còn cho rằng Huyền Anh có người mới Đã thay lòng đổi dạ Nhưng mà tôi theo dõi cô ấy không có qua lại với ai Mà chỉ tập trung vào việc học Biết tình chúng tôi chia tay Người lớn rất sốc Họ còn cho rằng chúng tôi chỉ giận dỗi Nhất thời Nhưng mà khi biết lý do Thiếm út là người đầu tiên Chỉ trích Huyền Anh Ý mình là con gái nhà giàu có Nên tránh dọa Sinh còn đẻ cái là thiên chức của người phụ nữ tại sao lại không muốn sinh gòn mà phải nhờ người đẻ thuê những ngày đầu xa nhau tôi nhớ cô ấy đến quay quắt thậm chí tôi còn xin địa chỉ từ ba mẹ cô ấy mà bay sang đó thăm nom huyền anh sang nước ngoài du học khi tôi đến nơi lại nhìn thấy người mình thương đang nói chuyện vui vẻ với người thanh niên khác người đó còn vén tóc vào mang tay cho cô ấy y hệt như cách tôi đã từng làm tôi điên tiếc xông lên đánh tên đó thì Huyền Anh dùng thân đứng ra ngăn cản, che chắn cho tên đó và còn tác vào mặt tôi. Phan Thành Lâm, anh đi rồi sao? Thì ra, đây chính là lý do cô chia tay tôi. Lê Ngọc Huyền Anh, cô được lắm. Anh cũng biết chúng ta chia tay rồi, vậy sao còn mất lịch sự như vậy? Tôi quen ai đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh. Hy vọng sau này anh tự trọng một chút, đừng có sổ sàng như vậy. Yên tâm, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cô cô gặp cũng sẽ coi như chưa từng quen biết chúng tôi chính thức mất nhau từ đó sau đó tôi cũng quen vài người nhưng mà không quen được lâu vì hình bóng huyền anh quá lớn tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc cùng với bạn thành lập công ty game để đầu óc không nhớ gì thấy tôi như vậy bà nội và chú thím cùng với họ hàng bạn bè cứ mai mối cho tôi hết người này đến người kia nhưng mà tôi không thích ai cả. Trong một lần công ty tôi tung ra game mới. Lần này game mới của chúng tôi phá đảo thị trường game trong nước, liên tục nằm trong top 1 được yêu thích nhất và có lượt tải về nhiều nhất. Vì vậy có nhiều bên muốn được hợp tác với miếng thịt ngon này nhưng mà tôi đang cân nhắc chưa đồng ý. Hôm đó tôi đi ăn cùng với một đối tác, cũng là bạn học cũ. Trong lúc cao hướng đã uống hơi nhiều. Nó cũng là một trong những bên muốn tác quyền game mới này bên tôi. Uống xong tôi đi về căn hộ của mình Không hiểu sao cứ thấy trong người nóng bức Và rất khó chịu Về phòng vừa nằm xuống giường Người tôi cuộn lên như lửa cháy trong ruột Trong cơn say tôi bứt bỏ những nút áo rườm rà Giải phóng cơn nóng Khó chịu trong người Khi quơ tay thì vô tình chạm phải ai đó Tôi cố mở mắt ra Nhìn thử không biết là tỉnh hay mơ Tôi lại thấy Huyền Anh Chúng tôi đang trở về năm cấp 3 Huyền Anh Thắt hai biếm tóc nhoáng miệng cười với tôi và nói yêu tôi. Tôi bật dậy, lao đến bền cô ấy, hôn cô ấy, ôm lấy cô ấy, chiếm lấy cô ấy. Không hiểu sao, ảo giác hay thực tại, nhưng mà tôi lại cảm nhận được nơi ấy của Huyền Anh giống hệt lần đầu chúng tôi đến với nhau. Có một màn mỏng ngăn cách tiểu đệ của tôi lại, không cho tôi tấn công. Thế nhưng chút lý trí ấy không bằng cảm xúc ham muốn đang sầm chiếm bộ não tôi, thôi thúc tôi làm chuyện đó nhanh hơn, quyết liệt hơn. Tôi còn nhớ chúng tôi đã quan hệ với nhau đến mấy lần, đến khi cả hai rã rời mới ôm lấy nhau ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì trước mắt tôi không phải Huyền Anh mà là một cô gái khác. Cô ấy còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt lại khá giống với Huyền Anh, nhất là đôi mắt to tròn và khuôn môi đỏ thắm. Tôi đã đứng hình một chút, đến khi cô gái lạ mặt ấy hỏi. Anh là ai? Lúc này tôi mới bừng tỉnh và xác nhận cô ấy không phải huyền anh mối tình đầu của tôi tôi tưởng cô ấy là người của một trong những bên đang muốn làm ăn với tôi đều đến để lấy lòng tôi nhưng mà không ngờ dưới lớp chăn kia lại có một vệt máu nhỏ là người từng trải dĩ nhiên tôi biết vệt máu đó là gì tôi bất ngờ lần thứ hai sau khi tắm ra cô gái lạ mặt ngủ cùng với tôi bỗng dưng biến mất tôi đi ra ngoài thấy cô ấy đang bấm mật khẩu cửa nhưng mà không kết quả nào đúng cả khi đó tôi còn cho rằng có người cử cô ấy đến đây để bày ra mưu kế có thể dùng một đêm đó để làm cho cô ấy có thai bác tôi chịu trách nhiệm nhưng mà sau đêm đó đàn em tôi nói đúng là có người muốn dần gái tận giường cho tôi nhưng lại nhầm lẫn với cô gái này cho nên cô ấy đúng là bị oan không phải người của ai cài đến như tôi đã nghĩ lúc biết chuyện thì cô ấy đã đi mất Tôi lại việc công ty, lẫn việc nhà hàng nên quên bén đi cô gái đó. Cho đến một ngày công an gọi đến, mời tôi tới trụ sở làm việc. Tôi định không đi, nhưng mà nghe cái tên Trường Bích Ngân thì tôi nhớ đến cô gái mà hôm tôi bị hiểu lầm cùng với tên Trường Bích Ngân. Sau khi xác định lại với công an, chính là cô ấy, thì tôi tạm gác lại công việc sang một bên mà đến đó. Quả thực chính là cô gái đã ngủ với tôi hôm nọ. Đến sau này tôi mới biết, chẳng có ai vô tình gặp gỡ ai cả bất kể cuộc gặp gỡ nào trên đời này đều là do duyên số đã định sẵn hết tôi và cô gái trường bích ngân cũng thế đến trụ sở làm việc nghe công an hỏi sờ vài câu thì tôi đã hiểu đầu đuôi câu chuyện cái tên hách dịch kia đăng kiện cô gái này về tội tống tiền mà cô gái này đúng thật cũng rất ngây thơ không biết đường để biện bạch tôi chướng mắt với thái độ của tên kia quá nên rất nhanh đã chỉ ra những điểm không phù hợp trong đơn kiện của hắn khiến cho hắn từ người đi kiện trở thành kẻ tình nghi cố ý muốn xâm hại cưỡng bức người khác vì vậy mới thấy việc học thực sự rất quan trọng sau khi lật được tình thế cô gái ấy cảm ơn tôi và muốn mời tôi đi ăn tôi chở cô ấy đến thẳng nhà hàng của mình vừa hay thế nào cô ấy nói cô ấy không có nhiều tiền và muốn tôi thanh toán trước sau này có tiền sẽ trả lại cho tôi hành động ngây ngô đó khiến cho tôi phải cười phì tự nhiên tôi thấy cô ấy cũng có chút cuốn hút chúng tôi cùng ăn uống nói chuyện với nhau thì tôi có một suy nghĩ táo bạo đó là thuê cô ấy làm bạn gái giả của mình để không phải ngày ngày bị bà nội và chú thím cam rạm sau một hồi thương lượng thì cô ấy cũng đồng ý tôi sẽ chi trả tiền chi phí cho em trai cô ấy mổ tim ngược lại cô ấy sẽ đóng giả làm bạn gái tôi đến khi bà nội qua đời Người ta nói đó chính là duyên phận Khi đặt tay ký vào bản hợp đồng Chúng tôi nào có nghĩ Đoạn đường phía trước của cả hai Sẽ trắc trở trong gai đến mức nào Mới có thể đến được với nhau Cứ nghĩ chỉ là đóng giả cho bà nội vui Không ngờ tôi dần dần phát sinh tình cảm với cô gái ấy Lúc đầu tôi nghĩ Tôi có thiện cảm với cô ấy Bởi vì cô ấy có mấy phận giống với Huyền Anh Nhưng mà khi sống với nhau tôi mới hiểu rõ Cô ấy chính là cô ấy cứ nghĩ cả hai chúng tôi như hai thái cực Không thể dung hòa Nhưng mà tôi phát hiện từ ngày hai chị em cô ấy đến đây Tôi rất thích về nhà Căn nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng nói Có mầm cơm, thơm ngon Chờ tôi về thưởng thức Có tiếng trẻ con cười giòn giả Vài món đồ Bày linh tinh trong phòng khách Có một người lui cua dưới bếp Nói vọng lên Sao hôm nay anh về sớm vậy Tôi chưa nấu cơm xong đâu Anh đi tắm rồi chờ tôi một chút hôm nay cô nấu món gì thế nhìn không thấy sao thế mà bảo sành ăn món nào cũng biết cô nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi thì cô chết sao có nhất thiết phải móc hồng tôi như vậy không ờ chắc anh hiền để tôi ăn hiếp cô cái đùa ghê gớm tuy cãi nhau như thế nhưng rồi lại tôi lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra Cô hôm tôi đi ăn với khách hàng uống say cô ấy ngồi ở phòng khách đợi tôi về Thấy tôi loàn choạng Thì cào nhào Uống cho lắm vào Biết say xỉn mà lái xe là nguy hiểm lắm không Thực ra thì đến bây giờ cô ấy vẫn không biết Rất nhiều lần tôi giả vờ say Để ngã vào lòng cô ấy Để cô ấy dìu tôi lên vòng lao tay chân mặt mũi cho tôi Nghĩ lại mình cũng lắm trò quá Rồi ngày nọ bà nội tôi sang chơi Nhìn cô ấy nồm ói Bà nghi ngờ cô ấy đã có thai Tôi tức tốc đưa cô ấy đi kiểm tra và kết quả là sự thật tôi vui đến mức chỉ muốn la hét lên cho mọi người cùng biết nhưng mà cô ấy lại có ý định bỏ thai tôi không đồng ý suy nghĩ một lúc rồi đề nghị muốn cưới cô ấy làm vợ và giữ lại đứa bé tôi còn thuê cô giúp việc làm hết việc nhà để cô ấy được nghỉ ngơi muốn cô ấy thoải mái nhất có thể và bình an sinh ra đứa con khỏe mạnh có lần cô ấy hỏi tôi thích con trai hay con gái Tôi đã trả lời ngay là tôi thích con trai Không phải tôi trọng nam kinh nữ Mà tôi thấy Phụ nữ rất vất vả Nỗi vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày Đã khổ Lại còn sinh đẻ đau đớn Cho nên nếu được lựa chọn Tôi muốn con tôi là con trai hơn con gái Hôm nọ tôi đang tất bật chuẩn bị cho dự án game Thì Thùy Chi nó nói Nó nói bích ngân đánh đập nó Đứa em họ này lớn lên bên tôi Tôi rất cưng chịu nó nhưng mà cũng không tin Tự dưng Ngân lại đánh nó Bởi vì thương em mình Nên tôi hiểu tính cách của nó cũng đành đá Không hiền lành gì mấy Ngân đã có thai Tôi lo lỡ có gì lại hối hận không kịp Nên tức tốc chạy về ngay Về đến nhà tôi vội vàng chạy vào trong Xem tình hình thế nào Thế nhưng hai chân tôi chậm lại Rồi ngừng hẳn trước khuôn mặt ấy Đúng vậy Là Huyền Anh Là mối tình đầu của tôi Là thanh xuân Là tuổi trẻ của tôi tôi thấy trên mạng có câu nói mấy ai nằm võng không đưa mấy ai gặp lại người xưa không nhìn đúng không thể không nhìn nhưng mà nhìn rồi lại thôi điều quan trọng với tôi bây giờ là mẹ con tôi tôi chạy đến bên chỗ bích ngân và hỏi cô ấy có sao không cô ấy lắc đầu bảo không sao lâu lắm rồi huyện anh vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên mới lớn nhưng mà ngoài dịu dàng thì thời gian đã làm cho cô ấy chín chắn hơn không còn thuần khiết, trong veo, chỉ như một âm thanh lớn cũng làm cô ấy sợ hãi khép nép. Chúng tôi đều đã khác đi. Mộng tượng khác, lý tượng khác và trái tim cũng đã khác. Trước ngày trả kết quả xét nghiệm, tôi bóng nằm mơ. Trong mơ tôi thấy một cảnh tượng hải hùng, biết là ở đâu đó, nhưng trước mắt tôi hoàn toàn là máu. Máu đỏ thẳm khắp nơi, làm cho tôi phải giật mình thức giấc. Mồ hôi còn ướt trán. Như một điềm báo không tốt. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, nghe bác sĩ nói ba chữ đình chỉ thai, tôi như một kẻ đang đứng trên cao hân hoan đón nhận những điều tốt đẹp, bỗng dưng bị rơi vèo xuống vực sâu tăm tối, không chút oxy, làm cho cả người đông cứng một chỗ. Chúng tôi không tin, con chúng tôi được lành lặn như những thai nhi khác nên đã đưa nhau đến bệnh viện khác để kiểm tra. Lúc về nhà chúng tôi an ủi nhau, còn chúng tôi không sao, nhưng hôm sau bác sĩ đã gọi điện nói chuyện riêng với tôi rằng chỉ số chắc chắn còn chúng tôi không được bình thường, và yêu cầu đình chỉ thai. Đó chính là biện pháp tốt nhất cho cả bố mẹ và đứa con. Đêm ấy tôi thức trắng một đêm, không thể ngủ, những lời bác sĩ nói cứ lẫn quẩn bên tai. Nhìn sang mẹ con cũng không khá hơn, tìm tôi như thác lại. Thời điểm này sức khỏe bà nội tôi ngày một xa suốt. Bà đã hơn 90 tuổi, lại thêm có khối u trong đầu, nên lúc nhớ lúc quên. Lúc nào cũng miệng gọi Lâm ơi. Vì thế tôi luôn tất bật, dành thời gian cho bà và cho Ngân, hai người phụ nữ rất quan trọng với tôi trong lúc này. Ngày hôm đó bà lại mệt. Trong lúc quên quên nhớ nhớ, bà nhớ ngay khoảng thời gian tôi và Huyền Anh còn yêu nhau. Bà cứ cầm lấy tay hai chúng tôi, dục chúng tôi mau kết hôn. Bà có chết cũng yên lòng Tôi nhẹ nhàng giải thích với bà Tôi và Huyền Anh đã chia tay Tôi đã có người yêu và chuẩn bị cưới của ấy Bà nội không nghe Bà phản ứng gầy gắt chửi Ngân là Hồ Ly Tinh Đã cướp tôi từ tay Huyền Anh Mặc cho Huyền Anh cũng ra sức giải thích Chúng tôi đã chia tay từ lâu Nhưng bà vẫn không nghe Còn lên huyết áp phải đi cấp cứu ngay sau đó Biết chuyện thì mọi người cũng chỉ trích tôi không ra gì Và ép tôi phải cưới Huyền Anh Để cho bà vui nếu không sẽ không để tôi thừa kế công ty Mà ông nội đã gây dựng Tôi nói Con rất thương bà Nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự Là chuyện cả đời người Không thể tùy tiện được đâu Con lấy Con chỉ lấy người con yêu vả lại cô ấy đã có thai Lúc này thím út Từ bên ngoài đi vào nói với tôi Con Ngân nhận kết quả xét nghiệm lần hai rồi Thai dị tật phải đình chỉ thai Và Tôi đứng bật dậy Ruồn ruồn hỏi thím và sao hả thím Và có thể sau này nó không sinh con được nữa Mày nên cân nhắc Đàn bà mà không đẻ được Thì lấy về để trưng sau Cô phải đến với cô ấy Đứng lại Lâm thím nói cho mày biết nếu như mày vẫn còn cố chấp cưới cái đứa con gái nghèo đó về Vừa có hoàn cảnh phức tạp Vừa không đẻ được Thì đám người kia không để yên cho mày Kế thừa tài sản đâu Tôi hất tay thím ra Vội vã chạy đi tìm Ngân Lúc này em đã bị sốc đến ngất đi. Bác sĩ gọi tôi vào phòng nói chuyện, đẩy tôi xem kết quả. Thậm chí còn có một kết quả khám vùng dưới của em, tử cung ngắn, ni mạc cực mỏng, không thích hợp để mang thai, nếu mang thai cũng dễ bị sảy. Tôi bàng hoàng, đau đớn chất trọng. bác sĩ nói em chưa biết chuyện này và khuyên tôi nên lựa lời nói với em. Tôi thất thần cầm tờ kết quả đi ra ngoài, nhưng mà không về phòng trốn vào trong vòng vệ sinh, bật khóc như một đứa trẻ, vì thương con và thương em. Tại sao con chúng tôi không được lành nặng? Tại sao người con gái tôi thương lại chịu nhiều thiệt thòi đến như thế? Tại sao số phận lại nặng tay với cô ấy đến như vậy? Tại sao? Những tưởng bao nhiêu đau đớn đó là đã đủ. Đâu ngờ ông trời một lần nữa thách thức chúng tôi. Giây phút, anh trai tôi gặp em ấy. Tôi thấy anh ấy nhìn em ấy với ánh mắt khác lạ kéo tôi ra ngoài anh ấy hỏi về lai lịch của em tên ba mẹ em địa chỉ ở đâu tôi không biết vì sao anh trai lại tra rõ ngọn ngành như thế nhưng vẫn nói cho anh ấy biết vì dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ của chúng tôi khá tốt có điều anh tôi là giang hồ lan bạc khắp nơi cũng không có vợ con gì cả tính cách thì quái đản nhưng rất thương tôi sau khi biết mọi thông tin về em Tôi thấy chân anh trai mình chao đảo, miệng lắm bẩm. Không thể nào, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Tôi không biết anh trai tôi lấy tóc em từ lúc nào mà mang đi xét nghiệm ADN. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy dòng chữ quan hệ huyết thống cha con, tìm tôi như ngưng đập, hô hấp, tuần hoàn máu như dừng lại. Tôi không tin đó là sự thật, không tin đi ngược về xuôi, em lại chính là con gái của anh trai tôi. Tôi không tin, không tin chính bản thân tôi đã phải đi xét nghiệm lại. Tôi chọn gói cao cấp nhất, chính xác nhất và nhanh nhất. Trong khoảng thời gian 3 tiếng chờ đợi kết quả, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh. Lúc bạn nhân viên đem kết quả ra, tôi không dám đọc. Tôi nhờ bạn ấy đọc giúp mình. Giây phút bạn ấy đọc, quan hệ huyết thống cha con. Bầu trời trước mắt tôi hoàn toàn sụp đổ. Một đứa cao ngạo, ngang bướng như tôi, lại lão đảo không trụ vững phải bám vào tường nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Tôi không chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó. Lái xe chạy trong vô định mặc cho trời mưa lớn quật vào người. Tôi không nhớ mình đã lên vòng của em bằng cách nào chỉ thấy gương mặt hoảng sợ lo lắng của em. Bây giờ tôi phải gọi em là gì đây? Đúng vậy tôi không biết nên gọi mẹ của con tôi bằng gì nữa. Em là người yêu tôi là mẹ của con tôi nhưng sao lại là con gái của anh trai tôi chứ tại sao ông trời lại để cho chúng tôi vướng vào một mối quan hệ loằng ngoằng rối rắm và tàn nhẫn đến như thế chúng tôi có tội gì cơ chứ khi tôi tỉnh dậy thì đang nằm trên giường bệnh bác sĩ nói xương đòn của tôi bị nứt cần phải theo dõi tôi bật dậy muốn đi tìm em nhưng anh sơn không cho anh nói lúc này cả tôi và em nên bình tĩnh không nên gặp nhau bởi vì gặp nhau chúng tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào đây nhưng mà tôi phải gặp cô ấy bây giờ cô ấy rất hoảng loạn anh sơn nhắc lại một lần nữa anh ấy là ba của em cũng có nghĩa tôi là chú của em thật oan nghiệt thật đau đớn những ngày tôi nằm viện huyền anh thường xuyên ghé thăm chú cứ gán ghép chúng tôi về bên nhau làm tôi càng bực tức mà quát còn muốn yên tĩnh chú tiếp đừng nói nữa Chú Thím Út định nói gì nữa Thì bị Huyền Anh ngăn cản Nói khéo cho chú Thím ấy về trước Trong phòng chỉ còn tôi và Huyền Anh Tôi còn cho rằng cô ấy ở đằng sau Khích bác chú Thím Và mọi người thúc đẩy hai chúng tôi Nên có vài câu nặng lời Huyền Anh nghe xong thì cười nhẹ rồi nói Anh nói đúng Em vẫn còn yêu anh Nhưng em không làm gì để chia cách anh và Ngân cả Cũng không xúi dục Mà chửi Ngân Ép anh lấy em em yêu anh nhưng mà em cũng có lòng tự trọng của bản thân không bao giờ muốn có những thứ không thuộc về mình anh nghỉ ngơi đi em xin phép về trước khi nào rảnh em sẽ vào thăm anh chào anh ở bệnh viện mấy ngày tôi được xuất viện tôi nôn nóng muốn về quê gặp em ngay xem em như thế nào nhưng mà anh sơn lại ngăn cản anh ấy nhờ tôi trang trí lại căn hộ mua quần áo giày dép theo ý thích của em để đón em lên bù đắp những thiếu thốn mà em đã chịu đựng khoảnh khắc bước vào sân nhà ấy nhìn em đứng bên cánh trái cửa tôi chỉ muốn lao đến ôm lấy em nhưng mà anh sơn như đọc được suy nghĩ trong mắt tôi nhắc nhở đừng có đi con bé là cháu mày đó tôi bị câu nói đó làm cho toàn thân cứng đờ phải khó khăn lắm mới di chuyển được vào trong cô ấy trông gầy đi khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt buồn rười rượi Tôi hỏi cũng không biết nên xưng hồ như thế nào Chỉ có thể hỏi trống không Đau đớn quá Thật là khắc nghiệt quá Chúng tôi thuyết phục mãi Thì em mới chịu về sống với ba ruột mình Để cho anh ấy bù đắp Chăm sóc cho em Khi biết sống cùng chung cư với tôi Lại cạnh căn hộ của em Em rất bất ngờ Tôi cũng như em Sợ sớm tối thấy nhau sẽ khó quên Nhưng mà anh Sơn nói nếu không đối diện thì cả đời cũng không thoát được khỏi đoạn tình cảm sai trái ấy. Tôi nói, em không sai, Ngân không sai, chúng em không sai, người sai là ông trời, tại sao ông ấy lại sắp xếp nghiệt duyên như vậy? Chúng tôi im lặng, thở dài thường thực. Không lâu sau đó anh trai tôi bị tai nạn giao thông, cần truyền máu, nhưng mà khi tôi muốn hiến máu cho anh ấy, y tá lại nói chúng tôi không cùng nhóm máu, cũng không tương thích để truyền máu cho anh. Tôi ngờ ngác hỏi Sao lại không? Chúng tôi là anh em mà Chuyện này giải thích với anh sau Bây giờ quan trọng phải tìm người để truyền máu cho nạn nhân gấp Cũng may Ngay sau đó bệnh viện Đã cung ứng máu kịp thời Tôi thất thần đi ra nói cho em biết Chuyện tôi và ba em không cùng nhóm máu Tôi nghĩ ngợi dây lát Rồi nói có khi nào tôi và ba em Không phải anh em ruột Tôi bắt đầu nghi ngờ Sau chuỗi lại tất cả mọi chuyện chạy đi đến qua xét nghiệm adn nhờ nhân viên xét nghiệm cho tôi và anh sơn thời gian chờ đợi kết quả lần này còn kinh khủng hơn cả cái lần tôi xét nghiệm cho em và anh trai mình từng giây từng phút trôi qua như một thế kỷ dài đằng đẵng đến khi nhân viên đi ra tôi run rẩy hỏi sao rồi kết quả thế nào nhân viên đưa cho tôi kết quả tôi run lẩy bẩy mở kết quả được cho vào trong túi luống cuống mãi không mở được Nhân viên thấy vậy mới hỗ trợ giúp tôi mở ra. Còn tôi chỉ chú ý dòng kết quả được viết in hoa và in đậm. Ông Phan Thanh Sơn và Phan Thanh Lâm không có quan hệ huyết thống. Hình như em cũng như tôi, khi biết kết quả thì mừng đến phát khóc. Vậy là chúng tôi không loạn luôn, không phải chú cháu, chúng tôi có thể yêu nhau, có thể cưới nhau, cùng nhau thực hiện những dự định còn đang dang dở. Nhưng mà sau câu hỏi đó. Tại sao tôi và anh Sơn lại không phải anh em ruột? Vậy tôi và anh Sơn không phải con của ba, không phải cháu nội của Phan Gia. Mọi người vẫn chưa biết tôi và anh Sơn cùng cha như khác mẹ. Tuy tôi là em, nhưng mà không phải con vợ bé, vợ nhỏ, mà là con vợ chính thức. Nghe bà nội kể lại lúc còn đi học, bà tôi là mẹ anh Sơn có thai, sinh ra anh ấy. Nhưng hai người họ ham chơi, không chịu cưới. Bà tôi vẫn chu cấp tiền hàng tháng để nuôi anh Sơn. Anh ấy cũng qua lại bên nhà nội tôi mỗi khi có dịp, nhưng mà nói ra thì cũng không thân thiết lắm. Tính anh Sơn từ nhỏ đã ngang tàn, bất cần, cho nên nhà bà nội tôi cũng không thương nhiều như những đứa cháu khác. Sau đó bà tôi cưới mẹ, sinh ra tôi và cùng nắm tay nhau về thế giới vĩnh hằng. Từ khi ba mất, anh Sơn cũng ít lùi tới nhà nội, dần dần có những khoảng cách. Một phần anh ấy không hòa hợp được với mọi người, nhưng mà quan hệ của tôi và anh Sơn rất tốt. Sau đó chúng tôi lớn lên và có hai hướng đi khác nhau. Nếu như tôi theo con đường học vấn, tập trung nghiên cứu, tập tành mãn game thì anh Sơn lại bỏ học và bước vào con đường xã hội đen từ lâu. Mỗi khi gặp lại tôi, tôi thấy anh ấy có vài hình xăm mới, ra dáng một đại ca xã hội hơn. Tuy vậy tôi chưa từng một lần nghĩ anh ấy lại không phải anh trai ruột của mình cho đến ngày nhận kết quả xét nghiệm. Trong giấy ghi rành rành Chúng tôi không có quan hệ huyết thống Chuyện này tôi tạm thời không nói cho anh ấy biết Cũng căn dặn mọi người không được nói ra Để cho anh ấy tình dưỡng trước Để có câu trả lời Tôi đã lấy tóc của tôi và chú Út Đi làm kết quả xét nghiệm Cũng lấy tóc của anh Sơn và chú Út Làm chung xét nghiệm Kết quả tôi và chú Út Quan hệ huyết thống chú cháu Còn anh Sơn và chú Út Lại không có quan hệ huyết thống vậy anh sơn không phải là con của ba tôi có kết quả tôi vừa nhẹ nhõm cũng vừa lo lắng với tính khí của anh sơn nếu biết không phải con của ba thì anh ấy sẽ phản ứng mạnh nên trong lúc còn ở bệnh viện chúng tôi không nói gì cả đến khi nào anh ấy khỏe lại được xuất viện về nhà một tuần tôi mới mở lời anh sơn cái gì anh nghĩ sao nếu chúng ta không phải anh em ruột anh ấy câu mày tấm lấy cổ áo tôi Dĩ sát khuôn mặt hung tợn và mặt tôi cảnh cáo Tao đã cảnh cáo mày Con bé là cháu gái mày Mày không được có suy nghĩ gì vượt quá giới hạn Nếu không Tao sẽ giết mày chết, nhớ chưa Anh bình tĩnh đi Em đang hỏi nếu giả như như thế Thì tao gả nó cho mày Nhưng sự thật nó là cháu gái mày Mày mà dám làm mày Tao không tha cho mày đâu Đừng có nhờn với tao Tôi nói anh gã ngưng cho em đi Chúng ta không phải anh em ruột đâu Hai mắt anh Sơn nhíu chặt Mày đang nói điên khùng gì thế Tôi lôi kết quả ra đặt lên bàn Đây là kết quả xét nghiệm ADN Của em và anh Chúng ta không phải anh em Anh Sơn nghi hoặc Vội vàng chụp lấy tờ giấy lên đọc Có cả kết quả tôi và chú Út Đọc xong anh ấy không tin Ném nó sang một bên Mày lại bày trò gì đây nếu nhanh không tin có thể xét nghiệm lại đi hôm anh bị tai nạn bác sĩ yêu cầu phải truyền máu gấp khi đó em là người tuyên phong truyền máu cho anh anh biết không lúc làm kiểm tra y tá nói chúng ta không cùng nhóm máu không cùng nằm trong nhóm máu có thể cho đi nhận lại em thấy rất lạ tại sao anh em ruột lại không thể truyền máu nên đã nghi ngờ ngân cũng thấy bất thường nên nghi ngờ chúng ta không phải anh em ruột cô ấy đã bảo em đi làm xét nghiệm vớ vẩn tao không tin hôm đó anh sơn đuổi tôi về căn hộ không cho tôi bén mảng sang nhà anh ấy tôi hỏi ngân em nói ba em cứ bần thần rất lâu cứ cầm kết quả xét nghiệm mà không nói gì cả ba ngày sau thì anh sơn là người chủ động gặp tôi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau với tư cách là hai người đàn ông thực thụ anh ấy nói anh ấy đã đi tìm mẹ của mình và hỏi bà cũng đã thừa nhận từ lâu đã biết anh Sơn không phải con ruột của ba tôi. Nên khi tôi được đứng tên trong danh sách thừa kế tài sản, bà ấy không đến tranh giành cho con trai của mình. Thảo nào một tài sản lớn như vậy, mẹ anh Sơn lại im hơi lặng tiếng, không đã động, không tranh giành đến. Anh Sơn nói anh cũng đã suy nghĩ kỹ. Đúng là có hơi buồn một chút, nhưng mà anh ấy lại vui bởi vì chúng tôi không phải anh em ruột, thì con gái của anh ấy sẽ không đau khổ nữa. Vậy là mẹ anh có nói ba anh là ai không? Có, anh cũng đến mộ máy rồi Mà tôi không nói chuyện của anh Nói chuyện mày đi Con bé Ngân đã biết rồi đúng không? Dạ, Ngân đã biết Nhưng mà em không cho cô ấy nói Cô ấy muốn anh thật khỏe Từ từ mới trao đổi với anh Chúc mừng hai đứa Em cảm ơn anh Anh Sơn cười, cốc đầu tôi như hồi bé Còn gọi là anh tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm vâng em xin phép anh cho em cưới con gái anh phải đối xử thật tốt với con bé mày mà làm cho con anh khổ anh giết chết mày đó em hứa em sẽ yêu thương trân trọng cô ấy đến suốt đời tốt anh giao bảo bối của anh cho mày đấy anh hãy tin tưởng em chuyện anh sơn không phải anh trai tôi chính anh ấy đã thừa nhận với mọi người trong phan gia Tôi hiểu anh Sơn làm như thế Chính là để mối quan hệ của tôi Và Bích Ngân Được mọi người thông cảm Ban đầu mọi người khá sốc Và ngỡ ngàng Nhưng chúng tôi đều là những người đã trưởng thành Cho nên sự việc cũng được giải quyết Ngay sau đó Có điều Thiêm Út vẫn nhắc đi nhắc lại Chuyện Ngân khó mang thai Mà phản đối chuyện chúng tôi Với Thiêm Huyền Anh vẫn là sự lựa chọn tốt nhất Huyền Anh vừa hay sang thăm bà nội Cô ấy mỉm môi rồi nói thế mà thực ra là con bị vô sinh cái gì quyền anh con nói gì vậy chuyện này không đùa được đâu con nói thật đó năm đó khi con và anh lâm chuẩn bị kết hôn bọn con đã đi làm xét nghiệm tổng quát anh lâm bình thường nhưng con lại bị vô sinh nhiều năm qua cũng đã chạy chữa nhưng mà không có kết quả tôi đứng hình sắp đến độ mấy phút sau mới hỏi vì vậy năm đó em mới chia tay anh huyền anh gật đầu nói thêm em biết anh rất thích trẻ con mà em lại bị như vậy chia tay là giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta vả lại em không thích trẻ con như anh không thích bức tranh anh vẽ có những đứa trẻ cười đùa trong nhà anh bất ngờ lắm đúng không trong mắt anh em là cô gái hiền lành thánh thiện nhân hậu nhưng thọc lòng em không thích trẻ con em cảm thấy chúng rất phiền phức chúng ta có rất nhiều điểm không tương đồng dù yêu anh em vẫn chọn chia tay bởi vì em biết lấy nhau về chúng ta cũng sẽ bất đồng quan điểm mà đổ vỡ huyền anh nói xong mọi người đều sửng sốt thím Út không tin thím nói huyền anh cố tình nói như vậy để tôi nghĩ xấu cho mình nhưng huyền anh lắc đầu cười nhẹ bảo câu nói thật đó anh làm rất tốt nhưng mà hai đứa con không tìm được tiếng nói chung cố chấp bền nhau sớm muộn cũng sẽ ly hôn câu thấy em ngân rất tốt em ấy còn trẻ nhưng lại điều khiển được anh lâm đó mới là người phù hợp với anh ấy còn chuyện khó giữ thai thì Tiếm đừng có lo bây giờ y học hiện đại họ có nhiều phương pháp hay lắm huyền anh à thím con thực sự không muốn lấy anh lâm mong thím đừng gán ghép chúng con nữa hãy để anh ấy được cưới người anh ấy yêu đó mới là sự lựa chọn tốt nhất không lâu sau huyền anh lại bay sang nước ngoài từ đó cũng ít trở về hoặc có về thì chúng tôi cũng không gặp nhau. Sức khỏe của bà nội ngày càng yếu đi, nhưng trí nhớ lại có dấu hiệu phục hồi. Bà đã nhớ ra chú thím út, nhớ ra các cháu khác và nhớ cả cháu dâu bích ngân. Bà cầm lấy tay hai đứa, giọng nói không rõ, nhưng tôi vẫn hiểu được bà dục chúng tôi cưới nhanh lên. Bà sắp đi gặp ông nội và ba mẹ tôi, bà muốn thấy chúng tôi cưới nhau để lên thiên đường. Bà sẽ nói với ông nội, ba mẹ rằng Bà đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng tôi Tôi gật đầu Thu xếp đám cưới nhanh chóng Vì bác sĩ nói E là bà không trụ được nữa Tuy nói là hơi gấp gáp Nhưng mọi thứ đều được chỉnh chu Và hoành tráng Tôi nghe chú Tiếm Út nói Tiếm lấy ra vàng vòng gì đó Để cho vợ tôi Chú Út hỏi Sao bảo không ưng tặng mà quà khiếp thế Thì trời không chịu Đất cũng phải chịu trời chứ sao tôi không đồng ý vì tôi muốn thằng lâm thuận lợi kế thừa tài sản không bị bàn ra tán vào nhưng thời gian qua tôi nhận ra mình quá cứng nhắc hạnh phúc của nó để nó tự quyết định không thể bắt nó thực hiện ước mơ của mình được bà thông suốt rồi đấy mà này tôi có chuyện này muốn hỏi ông mà loay hoay mãi lại quên bẻn đi ông và mẹ con ngân có quan hệ gì mà cái ngày thằng lâm dẫn con bé về tôi thấy ông có biểu hiện lạ lắm khai mâu Ờ thì Thì chỉ là bạn bè bình thường thôi Bạn bè bình thường thôi Mà biểu hiện như thế sao Ông tưởng tôi là con nít nên bà chắc Nói mau có quan hệ gì Ờ thì Nói Nói như bà không được ghen vớ vẩn đó Tôi chả thèm đâu Thì lúc đó tôi cũng thích Mẹ con mẹ con Ngân thanh niên mà gặp người phụ nữ xinh đẹp Dĩ nhiên thằng nào cũng khoái Mà chuyện đó sự lời sự lắc trong lòng tôi chỉ có bà tôi Sau đó Trong phòng lại vang lên tiếng cười khúc khích Tôi cũng cười rồi nhanh chóng bỏ chân đi Hạnh phúc Đôi khi chỉ cần đơn giản như thế Rồi ngày quan trọng nhất đời của tôi cũng đến Tôi đứng trên sân khấu hoành tráng Chờ ba em Dẫn em vào trong lễ đường Hôm nay em thật xinh đẹp Trong chiếc áo cưới màu trắng được đặt may riêng Đội vương miệng lấp lánh Từng bước từng bước đến bên tôi Khoảnh khắc ấy mũi tôi cay rẻ Không hiểu sao lại xúc động Đến mức chảy nước mắt Anh Sơn đưa tay em vào tay tôi căng dặn Từ hôm nay tôi giao con gái tôi cho cậu Sau này cậu phải đối xử với con bé thật tốt Không được làm cho con bé buồn Nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu đấy Dạ con nhớ rồi thưa ba Chúng tôi tiến lên sân gấu Cùng nhau cắt bánh Cùng nhau uống rượu giao bôi em mỉm cười hạnh phúc cùng với tôi trao cho nhau nụ hôn say ngất mọi người vỗ tay rần rần chúc mừng chúng tôi trong một ngàn khách mời hôm ấy tôi thấy có cả huyền anh cô ấy mỉm cười cầm ly rượu đến chỗ hai chúng tôi và nói em chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc cảm ơn em huyền anh quay sang nói với vợ tôi anh lâm là một người đàn ông rất tốt em càng là một cô gái có bản lĩnh để có thể cầm chân được anh ấy chúc em và anh lâm trọn đời hạnh phúc vợ tôi cảm ơn cùng với huyền anh cạn ly thấp thoáng tôi thấy bóng thằng việt nó đứng ở một góc nhìn chúng tôi chứ mãi không đi tới nghe nói nó cũng đang chuẩn bị làm lễ đính hôn với con gái giám đốc bệnh viện từ ngày nó công khai thích vợ tôi thì chúng tôi không có gặp nhau một phần bởi vì công việc cả hai đều rất bận một phần vì gặp nhau cũng hơi khó xử Tôi chủ động đến chỗ nó Nó cười bảo Chúc mừng hai người nhé Sau bao nhiêu biến cố cũng đã đến được với nhau Mày ở đâu? Sao lâu nay tao không gặp mày? Tao bận Mà tôi, cạn ly Chúc hai người tình duyên viên mãn Bạc đầu Nghĩa phu thê Uống xong với nó Chúng tôi lại sang bàn khác tiếp khách Một trăm bàn, một ngàn khách mời Khiến cho hai chúng tôi cười cứng cả cơ miệng Vừa về đến phòng, em đã ngã lăn trên giường, thở dốc. Mỏi chân chết đi được, sao mà anh nói chỉ đơn giản, đơn giản gì mà tận 100 bàn vậy? Tôi vừa cởi bớt áo vest ra vừa đáp. Đã lượt bớt rồi đó, nếu không phải gấp đôi số khách mời. Thôi nào, duỗi chân ra anh xoa bóp cho. Vậy còn nghe được chứ? Tôi để hai chân em lên phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp hai chân thon dài, trắng phéo không một chút vết sẹo dù đang rất mệt nhưng khi da thịt chạm vào nhau tôi bắt đầu không an phận xoa bóp chân tay bắt đầu luồn lách lên phía trên chạm vào đùi non làm cho em giật mình la oai oái nhưng càng la tôi càng hưng phấn lập tức tháo hết những gì vướng víu cả hai chúng tôi cùng quấn lấy nhau ít tháng sau thì bà nội tôi mất bà mất trong lúc ngủ tự thế an nhàn như thế không còn vướng bận điều gì cả tang lễ của bà tôi diễn ra rất long trọng dù biết ai trên đời cũng không thể tránh khỏi sinh ly tử biệt nhưng mà chứng kiến người bà yêu quý đã chăm bẩm mình từ khi mới lọt lòng tôi đau đến mức không khóc thành tiếng bà đi rồi bà đã ra đi những ngày tháng sau đám tang tôi hay mơ thấy bà bà cười hiền lành và nói có được buồn nữa bà đã trả hết nghiệp ở nhân gian bây giờ bà thoải mái an nhàn tự do tự tại không còn đau đớn không buồn nữa còn phải thật khỏe mạnh phải thực hạnh phúc nghe con trong mơ tôi còn thấy bà vuốt tóc tôi như hồi còn bé xoa xoa lừng tôi dỗ tôi ngủ giật mình thức dậy nhìn lên di ảnh thấy bà đang cười với mình bà bà yên tâm còn nhất định sẽ sống thật tốt sẽ không để cho bà lo lắng nữa dòng chảy thời gian lặng lẽ trôi qua tôi cũng về công ty phụ chú út làm việc bởi vì chú ngày càng lớn tuổi tôi phải về để nắm tình hình công ty trước khi tiếp nhận nó còn vợ tôi thì quản lý nhà hàng cô ấy rất lanh lẹ quản lý rất tốt nhất là quản chăm sóc khách hàng thì khỏi chê từ ngày có cô ấy doanh thu nhà hàng tăng lên thấy rõ tôi treo vợ mình chắc là thấy em đẹp quá nên mấy thằng cha kia cứ đến ăn suốt trộm vía quá anh lại ghen vớ vẩn Sao anh không nói mấy đứa nhân viên trong công ty nhà anh Cũng nhìn anh bằng con mắt thèm khác Thiếu điều nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống anh Gớm Em mà hiền chắc chúng nó nhảy lên đầu em Dành chồng em mất Tôi phì cười bảo Ai mà dám dành chồng của em Em hung dữ như thế Anh còn sợ nữa là đám nhân viên Vợ này Em sắp xếp chuyện ở nhà hàng đi Tháng sau chúng ta đi du lịch nhé Đi du lịch ở đâu ạ? À? Em muốn đi nước nào? Đi nước ngoài á à anh? Ừ, anh thấy mùa này Hàn Quốc, đang vào mùa hoa anh đào, hay là em muốn đi nước nào để anh đưa em đi? Đi đâu cũng được hết, nghĩ là có anh. Ngoan, như vậy mới được tưởng chứ. Vừa nói, tôi vừa luồn tay vào trong lớp áo em đang mặc, tìm kiếm nơi tròn trịa nhất, đầy đặn nhất, và hấp dẫn nhất mà xoa nắng. Bên trên... Hai đôi môi tìm lấy nhau Hòa cùng vào nhau Bằng một nụ hôn nồng cháy Bên dưới chúng tôi cũng tìm đến nhau Quấn lấy nhau trong cơn đề mê Biết tôi thích trẻ con Nên em cũng chủ động nói Sẽ đến bệnh viện điều trị Chúng tôi tìm đến bệnh viện lớn nhất Uy tín nhất để theo dõi Và điều trị Bác sĩ nói tử cùng ngắn Thì chỉ sợ sinh con non Nhưng mà niêm mạc mỏng thế này E là vừa thụ thai không lâu Sẽ sảy thai mất cứ như vậy chúng tôi theo bác sĩ rất lâu Phải mấy năm trời thì bác sĩ mới thông báo Ni mạc vợ tôi tương đối ổn định Sau thời gian điều trị Bây giờ bồi dưỡng cơ thể trong vòng 3 tháng Là có thể thả có thai Chúng tôi mừng đến mức mất ngủ Nhưng vừa mừng lại vừa lo Nếu như lần này có vấn đề Chỉ sợ vợ tôi không chịu nổi Vì thế chúng tôi cũng nói rõ cho bác sĩ Chuyện có tiền sử tha dị tật Bác sĩ khuyên chúng tôi Nên sàng lọc trứng và tinh trùng chọn ra trứng và tinh trùng tốt nhất, rồi thụ tinh bên ngoài, sau đó mới đưa vào người vợ tôi. Chúng tôi làm theo những gì bác sĩ hướng dẫn, một chút lơ là cũng không dám. Cũng may trời thương, sau bao nhiêu sóng gió, bão bùng thì chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Đón chào thiên thần đầu tiên, là một bé trai khấu khỉnh, có nước da trắng hồng. Mà buồn cười lắm cơ, rõ ràng là con trai, nhưng mà ai đến thăm cũng khen. Ôi trời ơi, con bé xinh quá! chúng tôi phải nói là cháu trai ạ à, thì mọi người mới bật ngửa ôi chết con trai hả già trắng mồi đỏ cứ tưởng con gái thế này lớn lên cả khối cụ chết với nó có con hạnh phúc chúng tôi nhân đôi trong cuộc sống vợ chồng dĩ nhiên không tránh khỏi cãi nhau tính tôi nóng vợ tôi còn nóng hơn ngày trước khi còn thanh niên mọi người cứ nói tính khí tôi thế này chỉ có cô nào hiền lành, dịu dàng Mới chịu nổi tôi Ấy vậy mà kết hôn rồi tôi mới đúc kết ra một chân lý Khi vợ nóng chồng phải nhịn Khi chồng nóng thì cũng phải nhịn Mới hạnh phúc Thằng Thành, người đồng sáng lập công ty game với tôi Nó thắc mắc Hồi đó mày đâu có thế Sao càng lúc càng yếu thế vậy ông tướng Mày lấy vợ đi rồi biết Nhà nào mà không có nóc Mày mà không nhịn thì ra sofa mà ngủ như con chó Ngày mai không được phát lương luôn Thê thảm vậy sao Mày nói như thế Sao tao dám lấy vợ đây Thì cứ lấy đi Ngoài những lúc chửi nhau Thì rất là vui Nhất là khi có con Con cái là cầu nối giữa vợ chồng Đôi lúc giận nhau Muốn bỏ nhau Nhưng mà con cái sẽ hàng gắn lại hết Ơ ờ, Mày cũng từng muốn bỏ vợ sao Mà công nhận Vợ mày hơi dữ thật Không Là cô ấy muốn bỏ tao thôi Tại tao hay treo ghẹo Nên quạo đòi ly hôn Rồi mày quyết định thế nào Chuyển khoản sao Khiếp Lấy vợ xong làm gì còn tiền riêng mà chuyển khoản Thế làm sao nói rõ xem Thì mày có gì tận dụng đấy Mày không nghe nói Vợ chồng hụt hạt sao Thôi thôi hiểu rồi kinh quá Lỡ không mày lấy nhầm con vợ hay dũi Chắc chết sớm quá Bào kiểu đó Ai mà chịu cho nổi ừ mấy thằng yếu sinh lý hay nói như vậy lắm cái thằng khốn nạn mày về với vợ mày đi thời gian thấm thoát trôi nhanh mẹ vợ của tôi vẫn như vậy chưa tỉnh thật ra trong lòng chúng tôi đều hiểu bà sẽ không bao giờ tỉnh lại ba vợ tôi bây giờ không lan bạc khắp nơi mà mở một cửa tiệm bán hoa ông nói lúc trước mẹ vợ tôi rất thích hoa nên ông muốn thay bà làm việc còn gian dở Thằng Nguyên thì ở với vợ chồng tôi Ngoài những lúc đi học Thì cũng hay đến công ty game tôi khám phá Tôi thấy thằng bé có tố chất lắm Biết đâu sau này có thể thay tôi Quản lý công ty game Đêm này là giao thừa Sau khi ăn uống với mọi người Chúng tôi về nhà riêng để nghỉ ngơi Nép trong lòng tôi, vợ tôi nói Anh à, đợi con lớn một chút nữa Chúng ta sinh thêm nhé Tôi lướt ngón tay Trên khuôn mặt diễm lệ ấy Và nói phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước đã chứ Nhưng mà anh rất thích trẻ con Anh thích trẻ con Nhưng mà anh yêu em hơn Anh không muốn người anh yêu có bất kỳ tổn hại gì cả Ngoài những lúc vên mặt Cãi lại tôi Thì cũng có lúc em hiền lành dịu dàng như thế Hai má đỏ hồng Bén lẻn Dụi vào đầu người tôi Ôm lấy tôi Những ngón tay lại lần mò xuống khoang bụng Không chút mở thừa nào của tôi mà treo ghẹo Hành động đó khiến cho tôi không cưỡng được cảm giác hàm muốn. Sau đó như một thói quen, tôi để em nằm lên tay mình. Em nghiêng người ôm lấy tôi và hỏi. Vì sao anh lại yêu em? Không biết nữa, nhưng mà rất yêu em. Tôi âu yếm, chạm vào từng đường nét trên mặt em, nhẹ nhàng nói. Trên thế giới này có 7 tỷ người, nhưng mà trong mắt anh chỉ có mình em. Ngân, anh yêu em Pháo hoa đêm giao thừa Tung lên trên bầu trời sáng rực một góc Em dụi đầu vào trong lòng tôi như con mèo nhỏ Âm giọng hòa vào trong âm thanh pháo hoa đang nổ Em cũng yêu anh Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Ngang qua cuộc tình được viết bởi tác giả Diễm My Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi bộ truyện này của tác giả Diễm My. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện tâm lý xã hội với nội dung mới nhất, đặc sắc nhất được viết bởi những tác giả nổi tiếng. Tú Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.